Nào nào, đừng đắm mình mãi vào món xôi cốn gà nướng nữa, vì bàn tiệc này vẫn còn món chưa tiết lộ đây. Cùng chấm xem món kem cốm sau đây sẽ đạt đến mức mấy trong thang điểm sao xuyến của bạn từ nãy đến giờ nha. Trước hết, cho dầu ăn vào chảo và chiên cốm cho hạt phồng giòn lên. Cho cốm qua khí nitơ để cốm đông lại rồi đem xay thành bột mịn. Tách lấy lòng đỏ trứng gà, thêm đường, bột cốm, kem, sữa tươi và đánh đều. Để khí nitơ lồng vào hỗn hợp cho đông ứ lại thành kem. Rắc một ít cốm rang phủ lên trên kem là có thể thưởng thức được rồi. Mát và thơm dịu dàng quá phải không nào? Chút cốm chiên giòn lại còn tinh nghịch nổ tí tách trên đầu lưỡi nữa chứ. Thử kể thiên đường ẩm thực nghe. Bạn đã từng thử qua món kem nào thú vị như vậy chưa?